trước trường có nói đề cập là Counter Strike thì mình nhấn phím ngược lại để mình dừng trước khi bắn đúng không? Rồi bây giờ cái trường hợp mình đặt ra là mình phải di chuyển tới thì Counter Strike thì làm sao? Thì lúc trước trường cũng nghĩ tới cái buy key như thế này, nghĩa là nhấn chữ C á, thì nó sẽ vừa lùi nó vừa counter được bên bên trái ha, chữ Z thì counter được bên phải và counter được cả lùi. Nhưng mà cái điểm yếu của nhấn cái phím Z, phím C khi mình đang di chuyển á, có nghĩa là mình phải rời cái hai cái nút AD nên quay lại nó hơi là lập chụp đúng không? Khi mình quay lại cái nút nó hơi lập chụp. Nên chung quy chốt lại là muốn counter thì mình phải nhấn phím ngược lại thôi. Bây giờ mình đi tới W thì phải nhấn S thôi. Đúng không? Mình phải tập cái này trước rồi cái đó mình counter hai hai phím đó là WD thì mình phải counter bằng A với S. Nó hơi khó ha, nhưng mà cái đó tôi nghĩ là cách quả nhất thôi. Bởi vì mình không có rời khỏi cái phím di chuyển của mình. Rồi một ý nữa đó là micro strafe. Thì cái ý này chừng có coi YouTube của Furious á, nghĩa là ông nói là mình khiến cho cái game nghĩ là mình dừng khi mình vẫn đang di chuyển ha, có nghĩa là mình đang di chuyển qua A chẳng hạn đúng không? Thì mình táp phím D một cái, mình bắn rồi mình lại di chuyển bằng phím A.